Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, nhiều thanh niên Ukraine sẵn sàng liều mạng vượt địa hình hiểm trở để vượt biên sang Romania nhằm tránh phải nhập ngũ và ra tiền tuyến. Không hối tiếc hay đau buồn, một nhóm thanh niên Ukraine bày tỏ sự nhẹ nhõm và phấn khích sau khi đến Romania, kết thúc hành trình vượt biên để rời đất nước đang bị tàn phá bởi xung đột. Nhóm thanh niên có lý do riêng cho những cảm xúc này, Họ thoát nguy cơ bị gọi nhập ngũ, lẩn tránh được lực lượng biên phòng và cảnh sát đang canh gác chặt chẽ biên giới sau khi vượt qua địa hình hiểm trở để sang nước láng giềng. Yevgeny, một trong số nhóm thanh niên trên kể lại, chúng tôi hiểu và chấp nhận nguy cơ mất mạng trong lúc bỏ trốn như giới chức cảnh báo. Nhưng thực tế không đến mức như họ nói. Họ chỉ nói quá lên để đe dọa, Yevgeny, 20 tuổi, nói. Yevgeny đến Rumani qua khu vực gần cửa khẩu Sigetu Mamati trong lần vượt biên thứ hai sau khi phải bỏ cuộc trước đó một tháng vì cơn đau dạ dày. Không có đồ ăn, tôi không còn sức để vác hành lý. Tôi tự nộp mình tại chốt biên phòng Ukraine và họ cũng vui vì không phải truy bắt ai cả. Yevgeny nộp phạt và được trả tự do vì chưa trong độ tuổi nhập ngũ. Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số nghiêm trọng khi xung đột với Nga đã sang năm thứ ba mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Hàng trăm nghìn người dân Ukraine từng sung phong ra tiền tuyến để bảo vệ đất nước trong giai đoạn đầu chiến sự. Nhiều quân nhân đã thiệt mạng và bị thương, khiến giới chức Ukraine phải ra lệnh huy động, gọi nhập ngũ với những người không sẵn lòng cầm súng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 5 thông qua đạo luật hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và yêu cầu đàn ông phải đăng ký với các văn phòng tuyển quân nhằm giải quyết một phần bài toán về nhân lực. Những người trốn nhập ngũ sẽ bị trừng phạt. Theo số liệu từ Wall Street Journal, hơn 44.000 nam giới Ukraine đã bỏ trốn đến Romania, Moldova và Slovakia kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Những người chạy sang Romania và Moldova phải vượt qua vùng đồi núi hiểm trở, trong khi làm giả giấy tờ là lựa chọn của nhóm đến các nước khác. Về phần Yevgeny, anh đã mất 9 ngày đi bộ từ thị trấn Alexandria, miền trung Ukraine đến biên giới giáp Romania. Shigetu Mamati là một trong những điểm nhập cảnh được ưa thích bởi văn phòng nhập cư tại đây có thể nhanh chóng cấp trạng thái bảo vệ bổ sung, gồm giấy phép lao động và cư trú cho người tị nạn. Yevgeny đi cùng hai người bạn thời thơ ấu là Daniel và Danilo, những người đều mong muốn rời khỏi Ukraine. Ba người tắt điện thoại di động và vượt rừng trong đêm để tránh bị phát hiện. Họ vứt bỏ phần lớn hành trang vì không cần thiết hoặc quá nặng. Sau khi vượt sông, nhóm tìm đến biên phòng Romani để trình diện. Cơ quan di trú Romani cấp trạng thái bảo vệ tạm thời cho nhóm thanh niên vào hôm sau. Yevgeny khẳng định bỏ trốn vì điều kiện sống ở Ukraine đang xấu đi đáng kể và sẽ càng tồi tệ hơn trong hai năm tới. Ba người dự định rời Romani để tới Ba Lan, Estonia và Bỉ. Tại Sigetu Mamati, ba người gặp Nazar, 24 tuổi, cũng vượt biên trái phép. Nazar tỏ rõ vẻ vui mừng khi rời khỏi Ukraine, anh quyết định chọn Romani tại vì Ba Lan, vì chính phủ Ba Lan và Litva đã cam kết giúp Ukraine hồi hương những người trong độ tuổi nhập ngũ. Theo số liệu từ cảnh sát biên giới Romani, hơn 7.000 người Ukraine đã nhập cảnh trái phép vào nước này kể từ đầu năm. Con số của năm 2022 và 2023 lần lượt là 4.500 và 3.800. Trong số này, 25 trường hợp đã thiệt mạng vì hạ thân nhiệt khi vượt biên. Biên phòng Romani được hàng chục sĩ quan cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu Frontex hỗ trợ đang giám sát chặt chẽ khoảng 430 km biên giới chung với Ukraine. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cũng tham gia nỗ lực. Giới chức Romani đã can thiệp 150 lần và cứu 100 người Ukraine. Nhiều người nói họ tha chết trong rừng núi còn hơn là thiệt mạng ngoài chiến trường. Dan Benga, lãnh đạo cơ quan cứu hộ vùng Maramures ở miền bắc Romani nói. Ông mô tả đây là những người chưa hiểu rõ những vấn đề mà họ phải đối mặt trong hành trình vượt biên. Vùng núi dài 120 km giữa Romania và Ukraine có những đỉnh cao 2.000 m so với mực nước biển, cùng thác nước và khe núi sâu tới 200 m. Chúng tôi mất trung bình từ 14 đến 16 giờ để cứu một người, bên ca bổ sung. Ông cũng kể lại đợt cứu hộ kéo dài 132 giờ, bắt đầu từ đêm Giáng sinh năm 2022 để giải cứu 6 người Ukraine. Chúng tôi đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng một số vẫn phớt lờ. Họ nghĩ sẽ không bị phát hiện nếu đi theo những cung đường khác biệt. Những người được cứu đều kiệt sức, mất nước, đói và lạnh. Bên cả dự đoán số trường hợp cầu cứu sẽ gia tăng khi mưa và sương mù xuất hiện. Ukraine đã siết kiểm soát biên giới. Chúng tôi cũng củng cố các vị trí của mình, đôi khi chúng tôi nhận cảnh báo có người vượt sông và lập tức đến cứu trợ. Adiopa, lãnh đạo cảnh sát biên giới tại Sigetu Mamate, nói trong lúc kiểm tra một cây cầu gỗ bắc qua sông giữa hai nước. Ngày nào cũng có công dân Ukraine đến quầy thông tin gần điểm kiểm soát để hỏi cách nhập cảnh. Hầu hết đến từ những vùng có chiến sự như Kharkov, nhưng chúng tôi đều trả lời rất khó để cung cấp chỗ ở cho họ. Stefana Dunca, đại diện Hội đồng Quốc gia về người tị nạn Romani cho hay. Tại cửa khẩu Romani, vẫn có những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ được xuất nhập cảnh hợp pháp, như Roman cùng gia đình từ thành phố Tenopin, miền Tây Ukraine. Khi được hỏi lý do, người đàn ông 38 tuổi giơ tay trái lên, cho thấy bàn tay thiếu bốn ngón, Roman nói đây là khuyết tật bẩm sinh và anh không nằm trong diện nhập ngũ. Người đàn ông cũng thừa nhận mình phải sống trong sợ hãi, bởi Tenopin từng bị máy bay không người lái UAV tập kích. Roman nói anh chỉ sang thành phố Slatina, Romani vài ngày. Tôi không rời đi hẳn vì toàn bộ người thân vẫn ở Tenopin, nhưng khoảng 20 người bạn đã làm như vậy, Roman nói. Để không phải ra trận, nhiều thanh niên Ukraine lẩn trốn hoặc vượt biên, song đối mặt với nhiều rủi ro, có thể mất hết tiền, thậm chí là thiệt mạng. Dmitro nhiếp ảnh gia 31 tuổi đến từ Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhiều tháng qua trốn trong căn hộ, hầu như không ra ngoài để tránh bị bắt đi lính. Tôi muốn rời khỏi đất nước, tôi không chịu được việc bị mắc kẹt ở đây thêm nữa, anh nói. Nhiếp ảnh gia này mong mùa thu đến càng sớm càng tốt vì đó là thời điểm mà các tay cò hứa đưa anh rời khỏi Ukraine. Số lượng người tìm cách vượt biên dự kiến gia tăng trong thời gian tới, sau khi giới chức Ukraine vừa thông qua đạo luật huy động quân mới, giúp quân đội nước này có thể tuyển thêm nhiều binh sĩ và áp đặt các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trốn nhập ngũ. Trước khi luật huy động quân mới được ban hành, tôi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đất nước, nhưng tôi không thể chui nhủi trong nhà mãi được, Dmitro cho hay. Thông qua những người bạn đã trốn ra nước ngoài trước đó, Dmitro liên hệ được với một số tay cò trên mạng những người này đã hứa giúp Dmitro bỏ trốn nếu anh đồng ý chi một khoản phí lớn, khởi điểm là 8.000 euro, tương đương với 8.600 đô la Mỹ. Tôi không sinh ra để tham gia chiến sự, tôi không thể giết người, ngay cả khi đó là người Nga. Tôi sẽ không thể sống sót lâu trên tiền tuyến, Dmitro nói. Tôi muốn xây dựng gia đình và quan sát thế giới, tôi chưa sẵn sàng để chết. Dmitro không chắc có thể tin tưởng những tay cò này hay không, đặc biệt là sau khi họ thông báo nâng giá dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng. Tuy nhiên anh không có lựa chọn nào khác. Vấn đề thanh niên Ukraine trốn nhập ngũ tới nay không chỉ khiến Kiev lo lắng, mà nó còn khiến các quốc gia châu Âu khác phải đau đầu. Trong đồng thái mới nhất, Ba Lan đã phải thúc giục châu Âu khuyến khích đàn ông Ukraine về nước chiến đấu. Pravda Ukraine vào hôm 15 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, Dradoslav Sikorsky cho rằng, nhiều nước Liên minh châu Âu EU ở Tây Âu đã vô tình gây tổn hại đến năng lực phòng thủ và ổn định kinh tế của Ukraine khi cung cấp quá nhiều hỗ trợ cho công dân Nam Ukraine tị nạn tại quốc gia đó. Ví dụ ở Đức, những người Ukraine hưởng quy chế bảo vệ tạm thời được nhận một khoản hỗ trợ đáng kể. Ngoại trưởng Ba Lan nêu cho biết số tiền được thanh toán hàng tháng cho nam giới và nữ giới Ukraine có thể lên đến hơn 1.100 đô la Mỹ. Điều tương tự xảy ra ở Hà Lan, ông nói thêm. Theo ông Sikorsky, trốn tránh nhập ngũ không phải là cái cớ để nhận hỗ trợ tài chính. Hãy ngừng trả tiền cho họ. Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi và nhấn mạnh Vassava hiện không cung cấp các khoản hỗ trợ xã hội tương tự cho đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ. Ông Sikorsky cho rằng, việc các nước dừng các khoản hỗ trợ dành cho công dân Nam Ukraine đang trong độ tuổi nhập ngũ sẽ khuyến khích họ về nước tòng quân để bảo vệ đất nước. Đáng chú ý, sáng kiến của ông Sikorsky nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andrei Subiha cùng ngày tuyên bố, tôi đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Sikorsky. Số liệu của Liên Hợp Quốc tính đến cuối tháng 6 năm 2024 cho thấy, có khoảng 6 triệu người Ukraine đang tị nạn tại các quốc gia châu Âu, và hơn 550.000 người Ukraine tị nạn tại các quốc gia bên ngoài châu lục. Phần lớn họ rời đất nước sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào hồi tháng 2 năm 2022. Trong số những người tị nạn Ukraine ở châu Âu, khoảng 4,1 triệu người đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời của EU, một chính sách giúp người tị nạn Ukraine được tiếp cận các khoản trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, thị trường lao động, nhà ở và giáo dục đối với trẻ em. Sau hơn 2 năm rưỡi chiến sự, Ukraine đang chật vật đảm bảo số lượng binh sĩ chiến đấu do nhiều binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, nhưng lại có quá ít công dân tự nguyện nhập ngũ. Kiev đã áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường lực lượng cho tiền tuyến như là hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 hay cấm người trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước.